Em biết là có rất nhiều bạn trẻ mới bước ra làm, hoặc là có những cái người kể cả người ta đã làm bao nhiêu lâu năm nay, nhưng mà người ta vẫn không biết rằng một điều rằng bán những cái hàng đồ sỉ này nó có thể lên giá thất thường bất cứ lúc nào. Không phải là những cái mặt hàng mình về nhiều là nó sẽ rẻ đâu nha mọi người. Có những cái lúc mà nó lên hoặc có những cái lúc nó xuống. Hiện tại là giá bây giờ đang rất là bình ổn và không có cao lắm này mọi người. Nên mình đã nhập một cái lô là số lượng rất là nhiều về cho anh em chơi. Có những các bạn nói là cái bao bì cũ với bao bì mới thì đợt này hầu như là nó về bao bì mới không à. Nhất là cái bộ em 1280 này là nó có cả lô cũ và cả lô mới luôn. Đó, số lượng mình nhập về thì để mình bán sỉ nên là nó rất là nhiều. Nên là anh em mà cần thì có thể liên hệ với mình để nhập hàng sỉ nha. Còn mình thì mình chỉ có bán đồ chính hãng thôi nha, mình không có bán đồ pha ke gì đâu. Nhập khẩu đầy đủ hết á mọi người. Đó, những mặt hàng này thì bình thường nó sẽ không có tràn lên trên thị trường nhiều, biết sao không? Mấy cái hàng này là hầu như là mình đặt khoảng chừng 2-3 tháng bắt đầu nó mới về hàng một lần, nên là không có nhiều như mọi người nghĩ để mọi người phá giá này nọ đâu. Đồ xịn thì lúc nào nó cũng đứng giá, chỉ có sỉ sợ nhất là nó lên xuống thất thường thôi. Nhưng mà hàng của mình bán ra hay lúc nào giá cũng rẻ hơn cho mọi người hết á, kể cả sỉ hay là lẻ đều có đồ để chơi nha. Hàng này là nhập khẩu bên Mỹ đàng hoàng nha. Thì hiện tại nó đang về đường biển nên nó sẽ hơi chậm. Ví dụ như một lô này mình bán xong thì bắt buộc mình sẽ phải đặt lô thứ hai, thì sẽ vài tháng nó mới về một lần thôi, chứ nó không có về thường xuyên. Những cái lọc gió này nè, anh em đang phải chờ 3 tháng trời mới có hàng, chứ không phải là đột ngột mà nó có đâu là không có đâu nha. Như cái thời điểm mà lọc gió 1280 nó giá nó cao quá trời luôn, giá nó hơn 1 triệu á. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì giá nó rất là rẻ, nó không có mắc như cái lô trước nữa. Và những cái lọc gió Vario SH Việt Nam SH350i là những cái mã đó là mình đều về đầy đủ cho anh em nha. Nói chung mặt hàng nào mình cũng có phân phối hết á, đồ xịn là mình bao luôn cho mọi người. Nên anh em nào đang có muốn tìm những cái nguồn sỉ thì cứ kiếm mình nha. Hàng thì luôn luôn có sẵn cho anh em chơi. Đó, và bạn nào mà bảo mình bán đồ lô thì mình tặng cho nguyên một cái lô này luôn nha. Mình không có bán đồ lô nha mọi người, đồ xịn 100%.